Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ Bảy ngày 5 tháng 8. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc lộ 14 đoạn qua Đắk Nông bị nứt, vết hở gần 1 mét, căng dây phong tỏa di dời người dân. Cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở 52 huyện, thị xã phía Bắc. Thông tin thêm về đánh giá vụ cao tốc Phan Thiết Dầu Dây bị ngập cục bộ có nơi sâu gần 1 mét. Tận mắt xem ngư dân Na Uy đánh bắt cua hoàng đế ở biển Barren. Độc đáo cây đàn hoàn toàn mới làm bằng tre của nghệ nhân Zarai bán được tiền triệu. Binh biến ở Niger ra thời hạn tới 6 tháng 8 cho phe đảo chính để buông bỏ tham vọng. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 5 tháng 8. Hôm nay ghi nhận tại Đắk Nông, vết nước toát trên quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh này tiếp tục mở rộng kéo dài hơn nên địa phương đang khảo sát di dời thêm người dân. Theo ghi nhận, vị trí sạt lở tại km số 1900+350 quốc lộ 14 thuộc tổ dân phố 9, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa. Vết nứt lún đất đã mở rộng 30-50cm, có nơi gần 1m. Có những đoạn đường bị tách, sụp xuống sâu 1-2m. Ủy ban Nhân dân thành phố Gia Nghĩa đã đưa 16 hộ dân đến nơi an toàn và tiếp tục rà soát, khoanh vùng thêm 86 hộ dân vùng lân cận có nguy cơ bị ảnh hưởng. Trước đó, từ ngày 2 tháng 8, các xe tải trọng lớn, xe khách đã được phân luồng đi theo hướng khác. Riêng xe hơi, xe máy được phân luồng đi theo tuyến bên trái hướng Gia Nghĩa, Đắk Sông để tránh tác động, nhưng đường vẫn tiếp tục nứt toát. Mưa kéo dài cùng với nền địa chất yếu, chênh lệch độ cao khiến một số địa phương khác của tỉnh Đắk Nông cũng xảy ra tình trạng sụt lún, nứt đất. Thông tin và hình ảnh chi tiết hơn đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Theo một thông tin cập nhật, đại diện Ban Quản lý Dự án Thăng Long, chủ đầu tư cho biết sẽ thuê đơn vị tư vấn độc lập đánh giá nguyên nhân ngập cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Đơn vị tư vấn gồm có các chuyên gia về thủy văn sẽ đánh giá toàn diện lưu vực này, từ đó xác định chính xác nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục lâu dài. Về giải pháp tạm thời, các đơn vị liên quan sẽ tiến hành khơi thông, đảm bảo khả năng thoát nước khi có mưa lũ xảy ra. Trước đó, rạng sáng ngày 29 tháng 7, khoảng 100 mét cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thuộc lý trình km 25 qua xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, Bình Thuận đã ngập cục bộ. Nguyên nhân bước đầu được chủ đầu tư đánh giá do nước từ thượng lưu đổ về cộng với nước lũ sông Phan dâng cao do đợt mưa kéo dài làm ngập cục bộ có nơi sâu gần 1 mét. Ngay sau đó, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu chủ đầu tư nhanh chóng tìm nguyên nhân có giải pháp khắc phục, đồng thời kiểm điểm trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan, đặc biệt là tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra nếu có. Thông tin cảnh báo, nhiều vụ tai nạn xảy ra trên các tuyến quốc lộ ở miền Tây có nguyên nhân từ việc tổ chức giao thông, nhất là ở các điểm mở giải phân cách. Theo Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang, chỉ riêng hai điểm mở trước trạm dừng Mekong, quốc lộ 1 và điểm trước quán cơm Minh Tâm, đường dẫn vào đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, từ đầu năm đến nay đã xảy ra khoảng 10 vụ tai nạn. Theo đánh giá, do điểm mở không đúng vào điểm đấu nối giữa quốc lộ 1 với các đường tỉnh và đường dân sinh nên xảy ra một số vấn đề như người dân có nhu cầu đi lại thì lại đi ngược chiều tạo ra nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Mới đây, Công an tỉnh Tiền Giang đã có văn bản kiến nghị Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các cơ quan quản lý đường bộ kịp thời sửa chữa, nâng cấp các đoạn đường xuống cấp và khắc phục các bất cập trong tổ chức giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 5 tháng 8, 25 đoàn đua thuyền thuộc nhiều tỉnh thành tranh tài tại lễ hội sông nước. Giải vô địch đua thuyền nằm trong chuỗi hoạt động lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của 650 vận động viên đến từ 25 đoàn, bao gồm các quận huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh An Giang, Bình Thuận, Đà Nẵng, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Bình. Lễ hội sông nước thành phố Hồ Chí Minh còn có nhiều hoạt động biểu diễn thể thao dưới nước đặc sắc như trình diễn thuyền bơm sailing, trình diễn bay bằng ván phản lực flyboard, trình diễn chiếu sáng nghệ thuật khu dù lượn trên cao. Ngoài việc giới thiệu sản phẩm du lịch đặc sắc, thành phố Hồ Chí Minh còn muốn truyền tải thông điệp nâng cao ý thức cộng đồng, chung tay bảo vệ môi trường sông nước. Tại Hà Nội, liên quan vụ hàng chục ô tô bị đất đá vùi lấp ở xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, lực lượng chức năng đã giải phóng được các ô tô bị mắc kẹt trong đống bùn đất, trả lại hiện trạng ban đầu cho tuyến đường. Ngay trong đêm ngày 4 tháng 8, đã huy động được tất cả lực lượng để giải phóng xe bị mắc kẹt. Hiện giao thông đã bình thường.
Cấp thẩm quyền khuyến cáo thời tiết Hà Nội trong những ngày tới tiếp tục có mưa, vì vậy người dân nên hạn chế đi vào những khu vực dốc, sông núi như hiện trường xảy ra vụ hàng chục ô tô bị mắc kẹt trên. Trước đó, chiều ngày 4 tháng 8, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hàng loạt ô tô bị mắc kẹt và bị đất đá bao phủ quá nửa bánh xe, giữa đường nước chảy thành dòng kèm theo bùn đất. Sự việc xảy ra tại khu vực Hồ Ban Tiện, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Mưa lớn, nước đổ về cuốn theo lượng bùn đất khiến hàng chục ô tô mắc kẹt. Địa bàn xảy ra nước lũ thuộc đội 4, thôn Ban Tiện, khu vực tập trung nhiều nhà nghỉ dưỡng dạng homestay trên địa bàn. Tại Thái Nguyên, sáng ngày 5 tháng 8, mưa lớn xảy ra ở thành phố này. Lượng mưa lớn liên tục khiến nhiều tuyến phố xảy ra tình trạng ngập úng, các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn. Tại đường Z115, đường sát Đại học Sư phạm Thái Nguyên, ngã tư Hoàng Gia, phường Tân Thịnh, nước ngập từ 20-50cm. Trước đó, các trận mưa lớn vào chiều ngày 1 tháng 8 và chiều ngày 3 tháng 8, nước không thoát kịp cũng gây ngập úng ở các tuyến phố trên. Theo dự báo, mưa lớn kèm theo dông, sấm sét sẽ tiếp tục diễn ra trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh phía Bắc từ nay đến hết ngày 10 tháng 8. Nghệ nhân ưu tú Rơ Châm Ti, 50 tuổi, ở Gia Lai, bằng sự mây mò và kỹ thuật chế tác nhạc cụ truyền thống, đã vừa tạo ra một loại đàn hoàn toàn mới. Chiếc đàn khắc phục được hoàn toàn những nhược điểm của đàn tơ rưng truyền thống và tạo ra âm thanh mới lạ hơn, có thể dễ dàng hòa tấu với các nhạc cụ mới và chơi được các bài nhạc mới. Theo ông Rơ Châm Ti, dựa trên tiếng âm thanh mà loại nhạc cụ này tạo ra, ông đã đặt tên cho loại đàn này là Clack Clock. Chiếc đàn mới có 7 nốt, khác với nhạc cụ truyền thống, phù hợp hơn với những bài dân ca truyền thống chỉ sử dụng 5 nốt. Thời gian để tạo ra một cây đàn clack clock phải mất từ 10 đến 15 ngày, nên nghệ nhân Rơ Châm Ti chế tác được rất hạn chế số lượng đàn mới. Ngoài cây đàn đầu tiên chế tác thành công giữ lại làm kỷ niệm, tất cả những cây đàn clack clock đều đã được đặt mua, giá mỗi cây đàn dao động từ 5 đến 7 triệu đồng. Nhận đặt hàng từ các công ty thu mua, những ngư dân ở thành phố Hồ Ninh Vác nhổ neo, chạy dọc theo bờ biển Finnmark phía bắc Na Uy, đặt lồng bẫy những con cua hoàng đế ở sâu dưới đáy biển Barents. Giữa trưa hè cuối tháng 7, Bjorn Ronan Johannessen, 35 tuổi, ngư dân ở thành phố Hồ Ninh Vác bước xuống con tàu sắt dài hơn 10 mét, một mình điều khiển con tàu nhổ neo hướng ra vùng biển Barents. Cầm trên tay tờ phiếu đăng ký 40kg cua hoàng đế với công ty Carfish, Bjorn Ronan Johannessen nói: "Mỗi lần trước khi ra khơi, tôi sẽ phải đăng ký với công ty thu mua xem dự tính hôm nay bắt được bao nhiêu. Khi đó chúng tôi được công ty xác nhận để xuất bến. 6 năm kể từ khi được Tổng cục Hải sản trực thuộc Bộ Nông nghiệp, Thương mại và Hải sản Na Uy cấp phép. Năm nay, Ronan Olsen được đặt tối đa 30 chiếc bẫy và khai thác không quá 2 tấn một năm cua hoàng đế. Sau khi đưa những con cua ra khỏi lồng bẫy, Bjorn Ronan Johannessen xem lại từng con cua. Những con nhỏ chưa đủ kích thước vỏ, tối thiểu là 130mm, chưa đủ cân nặng hoặc bóp cảm thấy không đủ thịt sẽ được thả lại xuống biển. Tàu cập cảng, toàn bộ số cua của Bjorn Ronan Johannessen được công ty Carfish thu mua. Bjorn Ronan Johannessen cho biết thêm, mỗi kg cua hoàng đế bán cho công ty thu mua khoảng 35 đô la Mỹ, với 2 tấn một năm thì mỗi năm thu về 70.000 đô la Mỹ. Trừ tất cả chi phí, anh lời gần 50.000 đô la Mỹ. Đây là nghề có thu nhập rất tốt nên ở Hồ Ninh Vác rất nhiều ngư dân đánh bắt cua hoàng đế là cha truyền còn nổi. Bản tin 30 giây nóng tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý khác trên một số lĩnh vực. Tại cuộc họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày 5 tháng 8, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 15 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Trí, sinh năm 1970, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, điều 175 Bộ Luật Hình sự. Theo báo cáo của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án công ty An Đông, Vạn Thịnh Phát đã phát hiện bà Trương Mỹ Lan có quan hệ làm ăn, đầu tư với Nguyễn Cao Trí.
bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho Nguyễn Cao Trí hơn 40 triệu đô la Mỹ để mua bán dự án kinh doanh. Khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền bà Lan đã chuyển cho ông Trí. Ông Trí đã chỉ đạo một số nhân viên tiêu hủy toàn bộ giấy tờ chứng cứ bà Lan chuyển 40 triệu đô la Mỹ với mục đích chiếm toàn bộ số tiền trên. Tại cơ quan điều tra, ông Trí đã nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã kê biên, phong tỏa tài sản của ông Trí để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án. Chuyển sang những tin tức thế giới, đáng chú ý với tình hình ở Niger, các nước Tây Phi cho phe đảo chính thời hạn tới ngày 6 tháng 8. Họ sẽ có hành động quân sự nếu phe đảo chính Niger không chấm dứt binh biến. Thông tin này được lãnh đạo quốc phòng các nước Tây Phi đưa ra cho Niger hôm ngày 4 tháng 8. Giữa lúc các nỗ lực làm trung gian đàm phán đã thất bại, Niger đang có nguy cơ biến thành chảo lửa bạo lực sau vụ đảo chính mới đây. Tổng thống Niger Mohamed Bazoum đã bị lực lượng bảo vệ dinh tổng thống bắt giữ. Lãnh đạo lực lượng này, ông Abdul Rahmane Tchiani, đã tuyên bố lên nắm quyền trước sự phản đối của nhiều nước. Đảo chính đã xuất hiện tới 7 lần tại khu vực Tây và Trung Phi kể từ năm 2020 đến nay. Trong khi đó, Niger được cho có tầm quan trọng chiến lược đối với Mỹ, Trung Quốc, Nga và châu Âu. Quốc gia Tây Phi này đóng vai trò đáng kể trong lĩnh vực dầu, urani cũng như cuộc chiến chống quân nổi dậy cực đoan tại khu vực Sahel. Ngày 5 tháng 8, hãng tin Reuters dẫn lời luật sư của cựu thủ tướng Pakistan xác nhận cựu thủ tướng Pakistan Imran Khan đã bị bắt. Theo luật sư này, cảnh sát bắt ông Khan ngay sau khi tòa tuyên án 3 năm tù với chính trị gia 70 tuổi ngày 5 tháng 8. Việc ông Khan bị kết tội có thể đặt dấu chấm hết cho các nỗ lực trở lại nắm quyền của ông. Pakistan dự kiến tổ chức bầu cử trước tháng 11 tới. Bản án ngày 5 tháng 8 liên quan đến một cuộc điều tra do Ủy ban bầu cử tiến hành. Các nhà điều tra sau đó phát hiện ông Khan đã bán trái phép các món quà được nước ngoài tặng trong thời gian làm thủ tướng, từ năm 2018 đến năm 2022. Số quà tặng này trị giá khoảng 635.000 đô la Mỹ và theo quy định thuộc sở hữu của nhà nước. Tuy nhiên, cựu thủ tướng đã phủ nhận mọi hành vi sai trái. Tại Hàn Quốc, sau hàng loạt vụ tấn công bằng dao vào đám đông, cảnh sát triển khai chiến dịch giám sát an ninh đặc biệt lớn nhất để đảm bảo an toàn cho người dân nơi công cộng. Theo hãng tin Yonhap, cảnh sát Hàn Quốc lần đầu tiên triển khai hoạt động giám sát an ninh đặc biệt từ ngày 4 tháng 8, sau khi xảy ra nhiều vụ tấn công bằng dao tại các địa điểm công cộng như ga tàu điện ngầm. Cụ thể, hơn 12.000 cảnh sát sẽ tham gia tuần tra 24/7 các khu quảng trường, ga tàu điện và trung tâm thương mại. Ngoài ra, 127 đặc vụ thuộc lực lượng đặc nhiệm được trang bị súng trường và súng ngắn cũng được triển khai đến 15 trụ sở cảnh sát tỉnh hoặc thành phố để có thể kịp thời ứng phó trong trường hợp hung thủ tấn công bằng vũ khí nguy hiểm. Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định mưa to tiếp tục xảy ra tại Bắc Bộ và trải dài đến Nghệ An. Còn tại Nam Bộ có mưa rào và dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn kéo dài, khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân. Cần đề phòng sụt lún, sạt lở đất gây tắc nghẽn giao thông, phá hủy các công trình. Dự báo cụ thể tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm. Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh, lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 80mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa, lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo có 52 huyện, thị xã, thành phố ở khu vực miền núi phía Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Ngoài ra, cảnh báo đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội với độ sâu phổ biến từ 15-30cm. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitrẻ.vn, hệ thống fanpage và YouTube của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả các nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc sở từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.